Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu. Ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho chúng ta một con hàng MPV 7 chỗ ngồi, có thể đăng ký được 8 chỗ ngồi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và một con hàng cũng đang vô cùng là hot ở trong cái tầm phân khúc MPV, rất nhiều anh em săn đón đây. Giới thiệu luôn với các bác, Mitsubishi Xpander đời 2021 phiên bản số sàn, với dung tích động cơ của em này là 1.5. Một dòng xe của Nhật, chạy cũng bền, lành. Về độ tiết kiệm nhiên liệu thì dung tích động cơ của nó 1.5 thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ tầm một chiếc xe phân khúc hạng B mà chúng ta sở hữu một em xe MPV 7 chỗ ngồi. Đăng ký được 8 người ngồi về phục vụ gia đình này, về chạy taxi, vận tải hành khách, các thứ chở hàng chở đồ đều ok hết. Xe được cam kết với anh chị em là đẹp không một lỗ nhỏ. Máy số, cột, kèo, keo chỉ nguyên zin nguyên bản cho xe, zin đét luôn nha. Anh em có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test check xe khi về cửa hàng. Và mọi người có thể alo trực tiếp về số hotline 0855 966 966 nha. Gọi điện trực tiếp giúp em qua số hotline là 0855 966 966. Và hiện tại chiếc xe này em bán trong tầm tiền hơn 400 triệu đồng, già 400 triệu đồng một chút nhá. Già 400 triệu đồng một chút là anh em sẽ chiếc xe này rồi. Chưa tới 500 triệu đồng luôn. Còn lâu mới tới 500 triệu. Già 400 triệu một chút thôi. À, khoảng 470, 480. Nói chung là tùy về độ thiện chí của anh em. Đấy chưa? Đấy, các bác cứ alo về trực tiếp vào cho em nhá, khẳng định về chất của xe luôn. Như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho chúng ta ngắm tổng thành form dáng, sơn xê, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này rồi. Về trang thiết bị công nghệ thì có lẽ đây là một con xe quá quen thuộc với chúng ta rồi. Nên là em sẽ giới thiệu qua đây nhá. Với 4 la đăng đúc dạng phay, cụm đèn pha là cụm đèn halogen và xi nhan tích hợp trên gương. Nói chung là đèn đóm của em này còn rất là mới, đời 2021 mà. Bây giờ thì sẽ đi vào bên trong phần khoang nội thất ở bên trong để cho chúng ta xem cái độ chất của con xe này. Ở đây chúng ta sẽ có là ghế nỉ nguyên bản và sạch sẽ thơm tho nhá. Chăm sóc xe rất là kỹ. Ghế nỉ nguyên bản. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy, ghế nỉ nguyên bản theo xe, nhìn đến những cái táp ly táp lô nhá, xe được lên trần 3D rồi. Lên luôn trần 3D cho anh em. Đấy, nỉ nhất là còn nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản. Còn rất mới luôn. Đấy, các bạn nhìn giúp em nhá. Xe nó còn cực kỳ là mới, thực sự là rất là mới luôn đó nhá, thực sự xe rất là mới luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái phần rằng cửa này, các thứ là nó còn nguyên zin, và phần táp ly này tất nhiên là 2021 thì xe nó phải còn rất mới rồi. Đây này, xe nó còn rất là mới nhá, mới keng luôn nhá. Từ sơn xi thân vỏ cho đến nội thất ngoại thất bên ngoài, đây là phần chỉ xe. Đấy, mọi thứ nó còn nguyên zin hết đây. Đấy, mọi thứ nguyên zin hết nhá, phần chỉ đây. Đấy, các bác nhìn giúp em. Đấy. Những con vít này. Sơn xi những đường cong đường nét này. Sắc nét rồi nhá. Đấy, form dáng không có hiện tượng là lệch lạc về form hay lệch lạc về dáng. Ở đây chúng ta quay lên đến những cái phần bản lề. Thì anh em nhìn cho em những cái phần bu lông này. Đấy. Bu lông rồi đinh tán của nó đấy. Nguyên zin nhá, sơn này, sơn của nó vẫn còn nguyên si này. Đấy chưa? Những phần nhựa ở đây cũng còn rất là mới. Những phần nhựa nhá ở đây còn cực kỳ là mới luôn. À, phần bu lông này. Bu lông ở trên cột thì chúng ta nhìn cái màu sơn đây. Đấy, chúng ta nhìn cho em giúp em cái màu sơn. Các thứ còn nguyên si hết nhá. Và táp ly thì anh em nhìn đây, và táp ly đây. Đấy. Còn áp chưa? Đẹp, sạch sẽ, gọn gàng. Và đây chính là cái phần chỉ này. Đây thì các bác nhìn vẫn còn nguyên zin cả. Từ phần chỉ, đây táp ly này, mới chưa, kinh con luôn nhá, mới kinh con luôn. À, ở đây thì chiếc này của em đã lên cho chúng ta màn Android rồi, có cả cam hành trình nữa. Đây là các bác về chỉ việc dùng thôi, trần 3D rồi màn Android cỡ lớn, cam hành trình là có đầy đủ hết. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nhìn cái phần củ số này. Đây các bác nhìn này, củ số mới chưa? Đấy. Số rất là mới nhá.
rồi đến cái phần vô lăng nữa này. Đấy, vô lăng củ số cực kỳ là mới luôn, mới đét luôn nhá. Con này chạy trong tầm khoảng hơn 4 vạn. Với cái vô lăng củ số như thế này thì chạy tầm khoảng hơn 4 vạn nhá, trong khoảng đấy. Thì quá như đây. Đấy, táp đi táp lô rồi ghế nỉ các thứ nó còn mới như thế này. Đấy là phần thân bên phụ. Còn chúng ta sẽ đi về đằng phía sau của xe. Đây. Và phía đằng sau của xe thì anh em nhìn những cái phần nhựa này. Phần nhựa đây. Thì cái này chủ cái xe gia đình, chuẩn xe gia đình luôn anh em nhé. Nhìn này là chuẩn xe gia đình luôn. Không cần phải đánh giá nhiều. Vì sao những phần ốp nhựa các thứ này nó vẫn còn đẹp như thế này, nó không bị xước sát gì mấy. Không bị xước sát gì mấy nhá. Đấy. Với cái dòng xe này thì anh em chở hàng chở đồ, cái hàng ghế thứ hai kia cũng gặp được nhá. Hàng ghế thứ hai kia cũng gặp được. Nên là chúng ta chở hàng chở đồ thì nó sẽ được nhiều hơn. Với cái việc là gấp được cả hàng ghế thứ hai nữa. Chở những cái đồ cồng kềnh, đồ dài dài một chút. Đấy, và chiều dài của nó dài dài một chút thì chúng ta chở được hết nhá. Và form dáng đằng sau thì các bác nhìn đây. Đấy, form dáng đây nhá. Về chưa? Bên lái này, rồi về phần form dáng bên phụ này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là phần chỉ trong. Đây chính là cái phần chỉ trong đây. Đấy, chỉ trong đây nhá. Mượt mà rồi, đây là phần chỉ trong. Đây là cái phần form dáng các bác nhìn này. Nó không có cái hiện tượng lệch lạc về form hay lệch lạc về dáng. Tiếp theo là đây nữa này. Đấy, không hiện tượng lệch lạc cái đâu nhá. Xe thì nó đẹp căng luôn. Chuyển sang cái phần thân bên lái này. Tôi di chuyển sang phần thân bên lái. Thì đây chúng ta sẽ có cái phần táp ly này. Đây ở đây táp ly nó rất là mới đây. Nhá. Táp ly nó rất là mới luôn. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái phần chỉ này. Đấy. Rồi xe trước của em là cái cánh nó vẫn còn nguyên zin, chưa đụng chạm gì ở mép này. Quá nhìn những cái đầu bu lông và nhìn những con vít ấy. Nhá, này thì cũng rất là mới này. Đấy, răng cửa này. Rồi cao su lướt, ốc màu còn nguyên xi. Ốc màu còn nguyên xi. Bu điều hòa thì ở hai ghế thứ hai này cũng có này. Cũng có hàng ghế thứ hai đấy nhá. Đấy, điều hòa. Tiến lên phần trước này. Tiến lên đằng trước thì chúng ta sẽ có cái phần đây, bu lông bản là chip cột, à bu lông chip cột đây, gắn chip cột này. Rồi táp ly này. Tương tự là chỉ này. Đấy. Rồi những con vít này. Đây anh em nhìn những con vít này. Chỉ chiếc đây. Đấy, được chưa? Chiếc nhá. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái phần đinh tán này. Chiếc cột này, dính đét nhá, đinh tán chiếc cột đây. Cũng như là phần bu lông này. Bu lông bản lề gắn trên cột. Thì quá nhìn giúp em là sơn nó vẫn còn đang còn nguyên zin nhá. Những cái bụi màu theo thời gian thì không thể tránh khỏi rồi. Đấy, thấy chưa? Tiếp theo về công nghệ nhá. Công nghệ thì ở bên này em sẽ giới thiệu thêm, nó sẽ có hệ thống gương kính chỉnh điện. Đây. Đây chính là hệ thống gương kính chỉnh điện. Và hệ thống cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, chống qua cực phanh an toàn mà cũng đã được trang bị hết trên xe rồi. Được chưa? Bây giờ còn cái phần cuối cùng để chúng ta đi vào xem kiểm tra về mặt chất lượng, đó chính là cái phần khoang động cơ, khoang máy. Bây giờ em sẽ di chuyển và em quay chúng ta xem luôn này. Ở đây thì khoang động cơ nhá, tất nhiên là đời 2021 nó phải khô ráo rồi. Và đặc điểm ở đây thì chúng ta nhìn này, ốc chân máy nó vẫn còn nguyên xi cả. Chưa mở nhá, chưa mở, chưa gỡ tháo ốc mình nhá. Ốc màu đây, quay ở góc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu sơn nó đánh dấu. Đấy, thì các bạn nhìn thấy màu sơn đánh dấu rồi nhá. Nguyên xi. Tiếp tục nữa là cái phần mặt dàn cò. Thì đây. Đấy, có mặt dàn cò đấy nhá. Zin đét luôn. Nhà máy số nguyên bản nhá. Máy số nguyên zin nguyên bản luôn. Được chưa? Máy zin đét từ dàn cò. Như là đời cao su lướt rồi. Cả
khẳng định là về với em thì chúng ta sẽ sở hữu những chiếc xe chất lượng với giá cả phù hợp. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần ốc lốc cabo đây. Đấy, bên phụ này. Rồi chúng ta sẽ có cabo bên này nữa. Bên phụ rồi cabo bên lái. Zin đét này, những phần chỉnh này. Bên chỉnh này. Ở đây thì còn nguyên cái răng cao su nhá, tem mác còn nguyên xi. Đây. Đấy, tem mác còn nguyên xi luôn. Được chưa? Như vậy thì em đã review xong cho anh em, cho tất cả mọi người một chiếc Mitsubishi Xpander 2021 phiên bản số sàn với dung tích động cơ 1.5, giá loanh quanh trong tầm tiền là 470-480. Tuy nhiên thì giá còn thương lượng thêm cho anh chị em, nếu bác nào mà quan tâm nhé, alo trực tiếp về cho Dũng Audi qua số hotline là 0855 966 966, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để kiểm tra test track giúp em cũng như là sở hữu chiếc xe đẹp như thế này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.